Vâng, đến với chương trình của chúng ta hôm nay có một gương mặt rất đỗi quen thuộc với chúng ta từ số đầu tiên. Tuy nhiên thời gian vừa rồi anh có đi lưu diễn tại Paris by Night và vắng mặt. Hôm nay anh trở về với chúng ta, anh vừa đáp máy bay xuống sân bay và về đây với chúng ta ngay. Xin một tràng pháo tay để mời nhân vật nổi tiếng này lên sân khấu được không ạ? Không có chị thì tôi không biết tất cả các câu lạc bộ này. Hơn 3 năm trước chị đã giới thiệu tôi đến chung vui với tất cả các anh chị các bạn. Đến hôm nay là ngày sinh nhật của chị. Sói Sát tặng tất cả các anh chị và các bạn bài hát mà đặc biệt chị Phương Minh Tăng rất là thích. Kính tặng chị Phương Minh Tăng. Chúc chị và anh Ngọc thật là hạnh phúc, thật là vui vẻ, viên mãn. Xin chào các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị, các bạn và chúng ta thật là vui vẻ. Cũng chính từ những câu lạc bộ này, chúng ta có tất cả các anh chị em của chúng ta có rất nhiều mảnh đời éo le, nhưng cũng chính từ những câu lạc bộ này, tất cả các anh chị và các bạn đã có những cái cặp đôi nên duyên, đặc biệt là cặp đôi trưởng thành là chị Hà Sen và tôi đó. Tôi vẫn là người cô độc, tôi là sói cô độc. Cũng vì câu lạc bộ này, tôi đã có cho mình một cô vợ. Rất cảm ơn Hồng Mạnh. Đặc biệt là sau đây sẽ hy vọng là có một cặp nữa nên duyên là Phan Hương và một cặp nữa anh Ngọc, chị Phương Minh. Chúng ta chúc tất cả các mảnh đời của éo le của chúng ta thật là hạnh phúc.